Cái lúc nãy ông chỉ cái là từ cái cột bên kia sang đến cái cột bên này nhỉ? Đúng rồi. À, đấy, cái chỗ này là ông hết quả là 150 thì. À, từ cây đấy đi đúng không? Từ cây đấy đi lên đến đến trên kia đúng không? Mà chỗ này đào hết thì bây giờ cảm gọi là không phải 40 triệu nữa. Bác nhìn nhà này không phải 40 triệu đâu. Đi lên thì chẳng ai phải lấy được khoảng 60 triệu rồi. Nhưng mà ý anh mà 60 triệu thì 60 triệu thì một mét vừa đan được. Đây 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 đây, trên là 100 mét vuông. 60 triệu mà thế nào? 6. Thì cho cát liên lò tàn thôi, không thì lấy 100 mét vuông thôi. Thì còn bao nhiêu thì để lại cho anh. Thế thì hơi căng anh ạ. Các bác thân mến, đây là những thước phim mà anh em team Ngố Rừng là một trong những thước phim đầu tiên khi mà thành lập kênh. Rất mong các bác sẽ truy cập kênh Ngố Rừng. Huân có để phần link kênh ở dưới phần mô tả của video cũng như là ở dưới phần bình luận comment. Rất là mong các bác sẽ ủng hộ kênh mới này để tạo điều kiện có công ăn việc làm cho em Cáy, em Quyền, cameraman và A Huân. Rất là mong các bác sẽ ủng hộ những sản phẩm đạt chất lượng cao nhất khi mà anh em tự đi khai thác. Và đặc biệt ở đây đó là sản phẩm mật ong khoái. Mật ong khoái thì ở vào những cái cây ở trong rừng già rất là cao hay là những vách đá treo leo hiểm trở với cách khai thác rất là khó. Vậy nên cái giá trị của cái mặt hàng ong khoái này cũng rất cao. Và cái giá trị dinh dưỡng về cách thành phần của mật ong khoái thì phải gọi là một trong những loại mật ong đạt cái chất lượng hàng đầu của mật ong rừng tự nhiên. Và video này được anh em thực hiện tại sông Chảy thuộc Hà Giang. Trong quá trình khai thác thì với kinh nghiệm còn non trẻ thì anh em cũng đã bị đốt rất nhiều để cho ra được những thành phẩm, những sản phẩm mật ong khoái, những chai đạt chất lượng để gửi đến tất cả quý cô bác anh chị gần xa. Để khai thác được mật ong khoái, anh em phải chờ đợi thời tiết nắng ráo, khô ráo khoảng tầm 1 đến 2 tuần. Lúc đó sẽ là thời điểm để cho ra sản phẩm mật chất lượng nhất. Và có thể khi mà vận chuyển hàng hóa gửi tới các bác, mẻ này sẽ không giống mẻ kia. Bởi vì chia ra rất nhiều tổ, mỗi tổ thì anh em sẽ vắt để làm một mẻ. Mẻ mật ong khoái này rất là mong các bác sẽ ủng hộ để anh em trong team A Huân TV và team Ngố Rừng có thể góp công sức vào phần xây dựng nhà cho em Cáy, để cho hai bố con em Cáy có thêm phần tiền để hoàn thiện nhà, một cái ngôi nhà đẹp hơn. Về sản phẩm mật ong khoái đạt chất lượng cao nhất, đây là cái chai thành phẩm của mật ong khoái. Quý cô bác anh chị mua hàng có thể liên hệ đặt hàng mật ong khoái qua số điện thoại hotline, đó là 0382666822. Em có sử dụng cả Zalo và Viber. Các bác có thể truy cập bên fanpage A Huân TV để đặt hàng cũng như là trò chuyện cùng team. Và đặc biệt, team Ngố Rừng sẽ bắt đầu sản xuất video trong thời gian tới. Vậy nên rất mong các bác sẽ nhấn đăng ký, like, share để ủng hộ cho kênh A Huân TV cũng như là team Ngố Rừng. Để tiếp theo nữa, những hoàn cảnh khó khăn sẽ gia nhập team Ngố Rừng, khai thác những sản phẩm đạt chất lượng cao nhất gửi đến tất cả quý cô bác, anh chị, bạn bè gần xa có những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất. Rất mong các bác sẽ ủng hộ cho team Ngố Rừng và A Huân TV, và đặc biệt là ủng hộ cho em Cáy. Nhớ rồi. Bây chào quý cô bác anh chị và mọi người cùng tiếp tục quay trở lại với số tiếp theo trên kênh A Huân TV. Hiện tại thì team của em Huân đang đi tìm mua đất cho em Cáy. Tuy nhiên là đã đi được một ngày hôm nay rồi nhưng mà chưa tìm được cái điểm nào ưng ý mà người ta bán cả. Đấy, đi cũng hỏi rất là nhiều nhà rồi. Đấy, mấy cái nhà đằng sau mấy anh em đã hỏi hết rồi nhưng mà người ta không có bán đất các bác ạ. Bởi vì là anh em Huân ấy di chuyển sang bên cái khu vực mà có cái đường bê tông đi lại cho nó thuận tiện hơn, cách nhà em Cáy khoảng hơn 30 cây số thì nó sẽ thuận tiện cho công việc đi lại này cũng như là về những cái hoạt động sau này của hai bố con em Cáy ấy. Đi lại đi làm việc mọi cái nó cũng sẽ dễ dàng hơn, mình mua đồ mua đạc nhiều cái nó cũng sẽ dễ hơn. Vậy nên là kể cả khó thì anh em cũng sẽ tìm những cái điểm đẹp hơn, chứ còn như trong nhà em Cáy kia đường đất ấy
mưa gió đi lại rất là khổ, rất là khó khăn luôn. Mà cái đất kia thì là đất của anh trai mua chứ không phải là đất của em cái các bác ạ. Đấy, thì để quay cho các bác xem về những cái chỗ đất mà hôm nay anh em mình đã đi hỏi rồi. Tuy nhiên là chưa có nhà nào người ta bán cả. Có nhà bán thì hô quả giá đấy mà 100 mấy, 150. Nãy hỏi đất bản mà 150 thì là lúc đấy là mấy anh em là giật mình luôn, giận hết cả tóc gáy. Đấy, tóc em vẫn còn đang rất là dựng đấy các bác. Rồi quả đất bản 150 thì thực sự là nguy hiểm quá. Cũng như kiểu ngày xưa đi mua đất cho em Mí Vá ấy, là người ta đòi mấy trăm triệu. Những cái đất nhà cụ mình đòi hơn 100 triệu nữa. Một nhà cụ mình là 120. Đấy, thì thực sự là rất là giật mình với cái giá mà người ta đưa ra. Thì đây quay cho các bác xem những cái chỗ đất ở đây nhá. Bản thân theo em thấy thì nó rất là đẹp các bác ạ. Đây, kính thưa các bác, đây là con đường bê tông này. Đấy, đi lại nó sẽ thuận tiện hơn về mọi cái. Cái lúc nãy ông chỉ cái là từ cái cột bên kia sang đến cái cột bên này nhỉ? Đúng rồi. Đấy, cái chỗ này là ông hét quả là 150 thì thực sự là không biết là tiền nó là lá mít hay là cái gì. 150 là ông còn không cho mình kể ra map của đường luôn. Đấy, thực sự là cái giá đấy thì anh em không thể mua được. Nói chung là người ta có câu là thuận mua vừa bán, nhưng mà như này thì không thể thuận mua được. Đấy, mà bán thì cũng như thế cũng không phải là vừa nữa rồi. Đấy, thì thực sự ra ở cái khu vực này thì nó mới có cái điểm mà nó gần gần đến mặt đường như này này thì nó sẽ dễ hơn. Mặt bàn nó đẹp lắm. Đấy. Chứ còn không là như ở những cái điểm khác là mình phải kè lên như cái chỗ kia kìa. Đấy, kè quá cao như thế thì cái kinh phí mọi cái nó sẽ không thể đủ cho mấy anh em được. Thế đi mấy anh em mình đi xem tí. Đi. Đi nhỉ? Mấy anh em mình đi xem nếu mà được thì Thế đẹp thì để bán hàng luôn nữa. Ở, gần đường, ở đây thì bá ha thì không nó. Nhưng mà gần được to phải không? Cái được đớp đường cái á. Không cũng đường xe đấy cũng đi được vào bản đấy, xe ô tô đi được đấy. Nếu xưa ở đây à? Ở đoạn nào dưới này á? Ờ, thế anh em mình đi xuống xem một tí nhỉ? Thôi chứ hôm nay đi tìm cả ngày là không được cái chỗ nào rồi. Cái chỗ này mà bàn là đẹp lắm rồi. Ừ. Đẹp lắm rồi nhưng mà bọn nó sợ của nó là không bán ấy. Chỗ này người ta không bán, hỏi hết rồi. Vâng. Đây đi mấy anh em mình lên đường đây, đi xem. Anh và Đình liền làm cái quá ba hà đấy nhưng mà anh nghĩ như này đỡ có tiền đấy. Đây, cái này là cả chùa bồ và đi một bia hay là cả nhà vệ sinh các kiểu là được hết. Vâng, thế đi anh cứ đi trước ra đấy đi. Cái cho biết chỗ đúng không? Thế thì mấy anh em mình sẽ di chuyển sang bên kia để tìm cái sang xem cái chỗ đất đấy nha các bác nhá. Ôi giời ơi, vất vả một ngày rồi mà bây giờ gần tối rồi. Mà là đi hỏi từng nhà là chỗ này rất là mặt bàn và gần đường. Đấy. Đòi cái giá khá cao. Đấy, nó không hợp lý lắm, thật sự. Không hợp lý quá. Đấy, thì không thể mua được thì may thế gặp được anh này. Đâu đất nhà anh từ đâu đến đâu anh chỉ xem nào. Anh thì từ chỗ nào đến chỗ nào? Không chỉ mất chỗ này đâu, mất chỗ này thôi. Chỗ này thì còn được tiếp cùng địa thế thế này. Gần nhà người ta quá anh á. Nhưng mà đất của mình mà. À, đất mình thì không phải đất của họ. Đâu, từ chỗ nào đến chỗ nào? Từ thẳng chỗ của địa về đây. Từ cái thửa kia không phải rồi á? Bên này thoải mái làm nhà vệ sinh các kiểu mà. Nhưng mà nhỏ quá, chỗ này dốc rồi còn phải kè nữa. Thì mình quyền với lại đầu cái nền nhà cũng giống như nhau hết. Bởi vì bây giờ tìm một chỗ đất hơi rất dốc thì mình thuê người thì đi đầu thì cũng như nhau. Chỗ này thì chỉ lấy xe đá thôi. Dọ lắp mất 3-4 triệu bỏ nó xây cho nó bà mặt được luôn. Chỗ này thì Thì thích lên đó thì bây anh phải cho đất ở đây đầu đủ vào đấy. Về trên này cũng là của anh à? Dạ. Trên này cũng là của anh à? Trên này cũng của anh rồi. Thế thì lấy ở chỗ trên cột điện này này, từ cái chỗ mà đang không có ruộng này là không phải của anh là của anh đúng không? Chú đang có mấy thử ruộng của anh. Anh phải chỉ thang cái cột điện này đi lên trên. À, từ cột điện này đi lên đúng không? Từ cột điện này đi lên trên cái nó to lên. Thế thì ở đây này, ở bên ngay bên trên cột điện đi lên này cũng được này. Bán rồi cho nó lên trên. Chú có phải cái đấy ạ? Rồi mà, nhưng mà bên này không phải, cái thịt thật tìm gì? Nhưng mà hai con ta sẽ là hả? Anh mình hay là mình cứ nói cái ở chỗ này, bởi em thấy ở chỗ này bé quá.
Cái này bé quá nó. Cái nhà là phải 60 mét vuông rồi. Đấy, xong rồi còn bếp với cả nhà vệ sinh là tính riêng nữa. Thì chỗ này không thể đủ mặt bằng được. Với cả là nó cái chiều như thế này xây dựng rất là khó luôn. Chiều bên này thì có thể là ở đủ, có thể là miễn cưỡng là được 5 mét này. Nhưng mà bên này thì nó không đủ 5 mét, nó chiếm ra đường rồi. Đấy, thì nó lại khó ở đấy cơ. Nếu mà được ở trên này thì cũng được này, nhưng mà đầu chỗ này xong thì được một cái nhà, anh còn muốn chuyển nhà với chú thế này, nhưng mà chuyển cái nhà rồi về thì về mình cũng không có tiền nên thì không tiện chuyển đấy. Anh ở trên này mà. Nhà anh ở trên này à? Ừ, đi về trên đường đất này đi. Ừ. Đâu già, bây giờ già ra đứng đi từ chỗ cột điện này để các bác nhìn trực quan nhất này. Xem nào có đìa hay không. Từ chỗ cột điện này là lên đến tận đến mấy cái thửa ruộng trên kia luôn đúng không? Ừ, để cho anh đi lên trên này. À đấy, anh đi lên trên đi cho nó cụ thể. À, đấy là tức nghĩa là từ chỗ em già đứng này các bác này cho đến là cái chỗ cái điểm mà anh ấy đi lên trên kia. Họ à, sang đến bên này đúng không? Sang hết đến bên này đúng không? Chỗ này thì chiều ngang nó cũng phải được hơn chục mét. À, đấy chéo chéo từ bên này sang bên kia đúng không? Thế thì ok, mình đào ở trên kia kìa. Đào. À, đào từ chỗ anh ấy đang đứng luôn đấy. Đào từ chỗ anh ấy đang đào sang bên này, đào hết đất luôn. Đấy. Là đẹp đấy. Là đẹp. À, view đấy. Không, nhưng mà cứ không, bây giờ cứ mình cứ xem đã, xong rồi mình sẽ bàn về giá với mọi cái sau, hiểu không? Đó. Thì chỗ này thì cũng khá ổn, nói chung là nó không được bằng phẳng như cái chỗ lúc nãy anh em mình xem. Nhưng cái vấn đề là nó không bị mặn. Nhưng mà phải hỏi giá cả chứ. Đúng rồi. Cái gì giá cả bên kia nó khác hơn. Ừ, đúng rồi. Khu này sâu hơn. Nhưng mà thực ra là nó nhìn này, cái đường bê tông thì nó cũng lại ở ngay dưới này thôi, hơi xa nhà em cái một chút, nhưng mà cả thôi. Cái đường đất này cũng xe ô tô cũng lên được. Ừ, đường đất này thì ô tô cũng lên được đây, thì nó cũng khá là thuận lợi các bác ạ. Đấy, thì nếu như mà chỗ này mà ok thì có thể là xúc luôn. Ở đây ô tô thoải mái, bọn nó cho ô tô lên trên đồ này luôn. Đi thoải mái, đủ vật liệu đây phát xong. Không. Thế là ý định, cái ý của anh là muốn san sẻ bán chỗ này phải không? Anh bán cũng được mà, nhưng mà trước bọn nó cũng ra anh 40 triệu anh không bán. Thế là 40 triệu chỗ này á? 40 triệu cơ? 40 triệu anh không bán đâu. Thế cả dưới này đúng không? Không, anh chỉ bán một chỗ từ cái thùng kia. Cái thùng kia anh không bán đâu. Có nghĩa là từ đất từ đấy hay là đất còn đi vào trong nữa, nhưng mà anh ở đỉnh bá của chỗ này thôi. Chỗ này thì anh đỉnh bán nhà to ở đây đấy. Đọc xong là một cái nhà to mà. Cái nhà to rồi anh em à. Đấy, còn nó lại anh đốt một triệu. Chi chi. À. Đi cái cây kia đi thôi. Cái cây chặt trắng này á. Cái cây nha. Chỗ gần chỗ cây thông lên đúng không? À, từ cây đấy đi đúng không? Từ cây đấy đi đến trên kia đúng không? Mà chỗ này đào hết thì bây giờ cảm gọi là không phải 40 triệu nữa. Bá cái nhà này không phải 40 triệu đâu, tính thức vua thì cũng có được nhiều hơn. Thế bây giờ nếu mà như thế thì anh sẽ lấy 1 mét vuông là bao nhiêu tiền? Cái nào chiều này không biết tính nó. Cái này tùm mù thôi. Rồi tùm mù đi. Em làm một cái nhà 60 mét vuông. Sân là 2 nhân với 10 là 20 mét vuông, 80 mét vuông. Bếp với nhà vệ sinh là 16 mét vuông nữa. Tổng cộng là cứ cho là 100 mét vuông. Em sẽ lấy 100 mét vuông. 100 mét vuông thì chỗ này nó cũng vinh lấy nhiều thế đấy, không phải ít thôi. Thế thì nó mới đủ cái nhà chứ.
không phải có sân cho trẻ con của cái nó còn có chỗ mà chạy nhảy chứ. Đúng rồi, đúng không? Ở đây thì gọi là được cái nhà này thì chú này thì ba hà này nước cũng tiểu ở đây luôn, vòi nước nhà thằng chú này cũng về đến đây. À, có vòi nước ở đây luôn à? Nước cũng về đến đây luôn. À. Ờ. Tiền lắm mà đấy thì. Thì anh em mình bàn một cái giá xem như nào, giá như nào nó hợp lý. Đấy em cứ tính em cứ lấy 100 m2 thôi, em không lấy nhiều. 100 m2 cũng phải. Trăm mét vuông làm gì nhiều. Xong số còn lại giao cho anh hết. Đúng rồi. Đây là một cái nhà chính bọn em làm 60 m2, một khoảng sân là 20 m2, một cái bếp, nhà vệ sinh 16 m2. 96 đấy, cứ cho 100 m cho nó tròn. Ừ. Chưa? Đây thì em cho em dạ bát nhá. Chứ bỏ nó dạ 40 triệu anh không bán đâu, nhưng mà bây giờ phải gọi là hơn. Thì bây giờ là chỗ anh em, bây giờ hơn thì cũng khó nói chuyện. Anh còn không quyết định không bán, bảo là anh có hai đứa cô, hai đứa con trai nữa thì. À, hai thằng con trai rồi à? Hai đứa con trai mà anh già mà bên anh gần 40 tuổi rồi. Ai già dạ, gần 40 tuổi làm gì già? Anh 43 mấy? Anh lên 84 mà. 84 á? Ừ. Thế anh hơn em được chưa được chục tuổi. 84 37 tuổi. 38. 37 38. Ừ. Ấy được thôi, không phải bàn giá cái số là 100 m2 mà tất cả đi. Ủa, tất cả thì là nhiều quá, chả có đi làm chơi anh. Tất cả thì nhiều quá, mình cũng thừa. Mấy cái thử ruộng cái là đùa số mẹ, tập xong nhà làm sao được. Chỗ này thì có cả mấy thử ruộng kia. Mấy thửa ruộng kia thì không lấy làm gì. Dành cho anh. Cái đấy là đây dành cho anh làm rồi. Chứ còn là bọn em thì không lấy ruộng làm gì cả. Đấy, bây giờ chủ yếu là để lấy cái nền nhà thôi. Anh có phải bàn với vợ không? Không thì hỏi vợ một câu xem tình hình giá cả như thế nào. Thì anh em thỏa thuận cho nó thoải mái. Vâng. Anh này có uống rượu đấy? Không. Không uống rượu đâu chị. Lại thấy bao. Ừ, nếu mà không uống rượu thì được, còn nếu mà uống rượu rồi thì mà anh em mình nói chuyện đấy. Không, anh là chủ cột, anh cũng nói cái đây giá cả luôn. Của anh à. Đây bây giờ anh cứ quyết cho em một cái giá hợp lý thì anh em mình làm việc. Tiếp tục trao đổi. Đấy. Cái đấy thì chẳng anh phải lấy được khoảng 60 triệu rồi anh bán. Nhưng mà ý anh bán. 60 triệu anh. 60 triệu thì 60 triệu thì một mét vừa đan được. Đây trên là 100 m2. 60 triệu mà thế nào? 6. Thì cho cá liên lò tàn thôi, không thì lấy 100 m2 thôi. Thì có bao nhiêu thì để lại cho anh. Thế thì hơi căng anh ạ. Em năm ngoái em mua một mảnh ở thị trấn ấy, 1 m2 mới 1 triệu thôi. Đây 6. Triệu không được. Ô, anh đi ra nhà em đi. Anh đi ra nhà em cho anh xem luôn. Ở chỗ nào? Nhà em ở Bó Quẹt. Anh cũng màu rẻ đây xuống mà bọn nó bá đắt lắm, không phải đâu. Chẳng có lo được khách. Đây có bao nhiêu hộ đâu? Đây chắc được 20 hộ không? Ở đây không 30 mấy đấy, bụng gạch bụng mê đấy. À đây cũng được, có một bản nữa. Ở đây là gọi là 60 hết cả cái nhà của em rồi, tiền ấy. 60 thì hết cả tiền làm nhà của cái rồi. Thì mình được cái mảnh đất lại được mảnh đất nhưng mà không làm được nhà, anh hiểu không? Thì lúc đấy là có đất rồi nhưng mà lại không làm được nhà cơ. Nó lại thế. Thì dạ bao xem là dạ bao nhiêu được thì bà cũng được, không thì anh lại đi thuê máy vào chú nhà thằng cháu này đi trồng ngô cho anh. À bây giờ là anh đi thuê trồng ngô à? Ừ. À nhiều đất có ai không trồng hết à? Không phải ít thôi, chẳng có anh lừa chồng. Anh có mấy đứa con? Anh có 4 đứa. 4 đứa cơ? Ui. Một đứa cũng là bây giờ cũng thành ông người. À là có con là con đi lấy chồng có con rồi á? 18 tuổi. Ui dồi. À đây anh gọi. Ôi. Vợ xem nào. Con nhớ được à? Ông mua cho tay bà nó bỏ. Tông sơ và vứt chỗ với tôi dứa là nó thì dứa to trò trò với lúc tôi lúc còn chơi đã lo trong quá hả? À chỗ cái vứt chơi trong sơ này. Nói chung là địa điểm này thì cũng khá là ổn. Nói chung nó đẹp thì không đến nỗi đẹp đâu. Anh nói thật, nó vẫn xa đường. Nói chung mặt đường thì nó sẽ là đẹp nhất, nhưng mà nghĩa là mình hôm nay mình cũng vất vả, vất vả bao nhiêu hôm. Chú nào ở thì còn tốt hơn thằng nhà cháu này ở. Ừ. Cái này đi chỗ nào cũng thế. Ừ.
ra cửa pháp mà lừa đi. Thì như này em bảo thì bây giờ là em cứ anh cứ nghe điện thoại đi. Ôi. Hả? Như già xem bên này này nhỉ, già nhỉ? Bên này thì cái nó cái đất này nó ít quá. Nếu không thì nếu không anh nếu mà biết cái nhà anh vẫn thích ở dưới đường hơn là ở trên đường nhá. Đúng rồi. Ừ. Em cũng cần đấy là để vì mình làm đồ thải thiết các thứ nó dễ. Nhưng mà cái ruộng này mà của nhà anh thì khả năng anh mình mua chỗ này cũng được. Còn đẹp. Ruộng này của nhà bác này. Không. Hay là cũng không biết là có phải của nhà bác không. Cái này mà kể cả đi trong nước cũng không đủ. Không đủ được. Nó đấy quá. Nhưng mà tính ra thì 100 mét vuông ở đây cũng không đủ. Không đủ được đâu, chỗ này giỏi lắm thì 60 mét vuông. Làm mẹ về đít đây, làm một cái ai làm thế ấy. Ôi, không làm thế được đâu anh ạ, à. Thế chết làm tiền đấy. Như Trung Quốc đấy, Trung Quốc nó làm thế mà. Ồ, mình là ở Việt Nam mà. Anh chắc đi Trung Quốc nhiều, bị nhiễm Trung Quốc rồi. Ồ, chỗ này me không đủ được đâu. Ừ, thì ở trên nó được vào cũng bảo là bán mà, nhưng mà phải giá cả thì nó lấy bằng đấy. Xong rồi thì căng quá anh ạ. Mình đất xóm đất xã thì thôi anh em có gì hộ nhau. Đấy, hôm nay là mấy anh em cũng lặn lội một ngày đi tìm rồi nhưng mà không tìm được. Không bán nhưng mà vấn đề là bên kia là bọn em toàn tìm mặt đường thôi. Mặt đường bê tông luôn chứ không phải là đi thêm đường đất này. Nói chung là chưa may mắn được thôi. Thế còn nếu mà may mắn thì chắc chắn là nó vẫn sẽ có mà. Tóm lại giá thấp nhất của anh là bao nhiêu? Thì hai em sẽ ra một câu cho em. Giống như mình bán bò bán cho phải có 3 câu lên 3 câu xuống chứ. 3 câu lên 3 câu xuống. Em thì quan điểm em như này. Quan điểm là đi hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ những người khó khăn. Thì anh em cũng đều là người cùng dân tộc đúng không? Đấy, thì anh em có cái giá là nó hỗ trợ nhau một chút. Thì em cũng không giả nhiều là cao được như của anh được. Em cũng không dám bớt nhiều của anh. Đấy. Thì như này đi. Bây giờ anh em mình cứ suy nghĩ đã. Bởi vì cái này nó không phải là chuyện một lúc một lát. Đúng không ạ? Vâng. Đấy. Thì anh em mình cứ về suy nghĩ trao đổi cụ thể. Xong rồi có gì ngày mai em quay lại đây. Lúc đấy anh cũng về bàn bạc với vợ, với các con. Không, lúc đấy kỹ càng anh rồi. Không biết cho vợ đâu. Cái này các con vợ không biết đâu. À. Chỉ anh một mình. Nghĩa là anh là người quyền quyết đúng không? Vâng, anh thì cả lấy gà vợ gà cô cũng không biết là chỉ anh một mình thôi. À. Đất này đất của anh. Cười của vợ con á. Vợ con nó biết cái gì đâu, nó chỉ biết đó đồ am. Gọi là không có thì nó còn keo bầu con ăn cái gì cũng không thấy ngon. Ông anh này vui tính thật đấy. Anh đi làm sữa mà anh có ở nhà đâu. Thì như này mà nếu như mà để em mà giả thì em cũng không này thì của nó bá mấy lần. Chủ đi không biết bá thằng nào nhưng mà bên này không được, bên này nó không được. Nhưng mà cứ cả anh bá ở đây nhá, nhưng mà đầu kết đất này phải tránh cái cục điện là xa một tí. Đúng rồi. Ừ. Đạo đất thì chắc chắn là phải né cục điện ra rồi. Ừ, không thì sợ may cục điện đổ đi nó đây. Này không biết bao giờ nó mới bắt đầu kéo điện cho khu này nhỉ? Cũng không biết được cái đó thì không biết nó trồng củ hết về nó lại không kéo. Đấy thì như này nhá. Thôi để anh em mình làm việc cho nó với nhau dễ thì em cũng về suy nghĩ, cái nó cũng về nó suy nghĩ xem là tình hình là như nào thì cái giá nó sẽ hợp lý và em cân đối lại cái tiền làm nhà của em nó đã. Đấy, xong rồi là ngày mai hẹn anh chiều ngày mai hoặc anh em mình gặp nhau bàn về cái giá. Chứ hôm nay em cũng chưa tham khảo là đất ở khu này nó như nào cả. Đấy. Đúng không? Thì anh em mình nhiều cái anh em mình cũng phải suy nghĩ thấu đáo. Nó dễ dàng hơn. Vâng. Dễ cho cả anh, dễ cho cả em, dễ cho cả thằng em nó. Vâng. Nhá. Anh em mình vừa mới từ cái chỗ đất của nhà anh kia lên, tuy nhiên là với cái giá 60 triệu thì em nghĩ là sẽ phải thương lượng lại, nếu như mà được cái giá rẻ hơn thì mình sẽ mua ở đấy, tuy nhiên là vẫn phải đi xem cái điểm nào nó sẽ đẹp hơn và giá cả nó hợp lý hơn. Thì anh em mình lấy ở đấy nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, bởi vì tiền của các bác cũng là tiền mồ hôi công sức, mồ hôi nước mắt của các bác làm rất là cực khổ, khó khăn thì mới có những cái đồng để gửi cho em cấy để mà hỗ trợ cho em ý. Thì anh em mình cũng phải tư duy và tiêu một cách hợp lý nhất để có thể hỗ trợ tối đa cho em cấy các bác ạ. Thì như anh thấy cái chỗ này cũng đẹp này. Như cái chỗ này là mình làm hơi sát đường một chút nhưng mà nó cũng là đủ một cái điểm đẹp này các bác này. Cũng ngay mặt đường bê tông luôn thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì cái này chắc là của nhà này thôi anh em mình đi.
đi đi vào hỏi xem như nào nhỉ. Tại vì là có hai nhà bên kia nữa, anh em mình vào hỏi rồi nhưng mà lại cũng không ở nhà. Còn hai ba nhà kia thì lại rất là đắt luôn các bác ạ. Và cái video buổi tối thì cái chất lượng nó không được cao luôn các bác, nên mong các bác thông cảm nhá. Nay thì em cũng không nghĩ là mình sẽ đi làm việc muộn như này nên cũng không có cầm cái đèn trợ sáng đi theo ấy, thì quay bằng cái đèn flash điện thoại thôi. Bây giờ là hơn 6 giờ rồi, trời chập tối, chuẩn bị tối rồi. Chắc không ai ở nhà rồi á. Đấy, ví dụ như kiểu là cái khu vực này thì cũng được này. Nó không cần phải là quá là cái sát cái đường bê tông bên kia. Thì chỉ cần như kiểu chỗ này mình san ra là làm nó cũng ok và cũng là được rồi. Nó đỡ hơn chỗ cái nhiều mất cả chục cây, hai chục cây đi đường đất thì thực sự là nó gọi là éo le cục tình. Đấy, được những cái điểm như này là ok rồi. Có thể là ở chỗ này mình mua, mình còn có thể là mua đắt được hơn, mua cái giá đắt hơn cái chỗ vừa nãy anh em mình xem ấy. Đấy, thật sự là đến giờ phút này là anh em phải ghi hình lên để các bác có thể nắm được tình hình. Chứ không thì còn lúc sáng này anh em đi thì cũng vội vội đi để tìm mua đất cho nó xong để cho nhanh ấy, thì không có ghi hình thì các bác cũng không biết được tình hình như nào cả. Đấy, thì bây giờ này, như cái khu này nhá, mình chỉ cần từ đây ra đến là cái đoạn ngay dưới này thôi là mình san từ đây xuống đúng không? Và làm nhà mình vẫn làm quay lên mặt đường bình thường đúng không? Không cần phải quay xuống dưới đường. Nó tiện là tiện ở cái đường bê tông ấy, mình vận chuyển vật liệu mọi cái nó dễ dàng. Cái nhà này sao không ở nhà? Mấy nhà không ở nhà thì hôm nay không biết là chắc là kiểu đi trồng ngô, đi đổi công nhau ấy. Nãy đi qua kia thấy có ông say rượu, ông ngủ dọc đường kia, chắc là chắc là lại đi vun ngô xong là đi bú rượu rồi. Chắc là cái mùa này ở trên này đa số các nhà nó đi trồng ngô. Ngô nhưng mà không thì làm nữa. Bà con cũng chọn không đúng thời điểm nhé, bởi vì là cái mùa này nó đầu nóng ấy, nó chưa mưa ấy, thì sợ là ngô chết nhà già rồi còn đã dám gieo đâu đúng không? Đang mai mới gieo. Nhưng mà khu trên đấy thì nó vẫn còn đỡ đỡ, là ở dưới đấy nó còn cái khe suối đấy. Ở trên kia nó ẩm hơn. Chứ còn trong mùa này là nó sẽ khí hậu đợi cái mùa mưa vào là lớn luôn, là vun luôn. Chứ còn ở đây là nhìn khô không khốc này. Các bác nhìn xem này thôi, nó khô giòn như thế này thì cũng rất là khó để mà gieo trồng luôn. Hơi buồn tí nhỉ, hôm nay chưa đi chỗ đẹp thì lại đắt quá. Anh đi mỏi cả chân vậy. Còn là chỗ không đẹp thì đúng là hôm nay phải đi bộ phải 20 cây. Sự là sáng nay đi sớm ấy. Chưa ăn cùng em cái bát mềm mén bây giờ từ đầu đến giờ. Đói. Thế thôi nhỉ, chắc là hôm nay anh em mình tạm dừng lại đây đã, để mai anh em mình đi tiếp. Và có thể bàn bạc lại với anh kia xem cái giá nó có fix được hơn không. Cái chỗ đấy anh nếu mà để mà mua ấy thì anh chỉ giả khoảng 20-25 triệu thôi. Hơn anh không giả được bởi vì nó cũng cách xa đường bê tông. Đúng rồi. Đấy, thì nó sẽ hợp lý. Chứ còn bây giờ mà mình giả cái 60 triệu thì tiền đâu nữa mà làm nhà. Thưa anh là cái gọi là cái 20-25 mình cũng được chỉ được cái nền thôi. Là cũng không bó lắm. Đấy, thì nói chung là mất thời gian hơn một chút nhưng mà anh em mình làm sao để tiêu cái khoản tiền của các mạnh thường quân là theo một cái cách hợp lý và khoa học nhất. Đúng rồi. Cái kia mà 20-25 ấy, em nghĩ là được một cái ví dụ như là được một cái chỗ để làm chuồng gà, chuồng lợn các kiểu này thì đẹp, bởi vì được mỗi cái nền nhà đấy. Thì coi như là làm nhà xong thì có mỗi cái nhà, chả có cái gì cả, mà cấy thì lại không có đất. Đúng rồi. Ê, mới khổ mới khó khăn đấy chứ. Một ngày trời. Giờ này cũng muộn rồi, anh em mình cũng không đi xem được nữa. Thì chắc là thôi nhỉ, anh em mình quay về chỗ nhà cái đi, xong rồi đi đón em bé đi. Không anh gửi người ta lâu quá, người ta cũng ấy, người ta cũng mệt đấy. Cũng may là nhà xóm đấy còn tốt đấy, hôm nào làm xong nhà thì mời sang ăn tân gia nhá. Thế thôi anh em mình túc tắc đi về lều cái đi. Quá đỗi vất vả khi mà đi tìm đất các bác à. Ở vùng cao này, ở trên vùng cao nguyên đá nó mua khó hơn bởi vì là cái quỹ đất nó không nhiều ấy, toàn là đá thôi. Như cái nhà mà chủ ngô, chủ nợ ngô nhà cái nhỉ, nhà em dậu ấy, là chui lên tận trên núi ở, không có đất. Đó là kiểu là mở vua một vùng luôn ấy. Thì anh em mình cũng đã di chuyển từ cái khu vực mua đất về đến nhà. Và em cái cũng đã đón cháu trở lại cái lán ở tạm của hai bố con. Thì ngày mai anh em tiếp tục vào để tìm được cái mảnh đất nào ưng ý hơn.
Chứ còn không như hôm nay thì cũng khá là buồn, bởi vì là đi rất là nhiều chỗ rồi, đi từ sáng đến giờ mà cũng gọi là tìm kiếm thì cũng không ăn thua lắm các bác ạ. Quả hết giá 150 triệu lúc đấy cái có giật mình không? Có ạ. Hả? Có ạ, với lại em thấy là những người chú cũng như là những người đấy, những người bác ở đấy mà nhưng cái đấy là đấy, không muốn bán. Ừ, không muốn bán, với một cái là thế đấy mình nghèo kiểu không muốn ủng hộ mình ấy. Thì người ta mới hét cái giá này. Hét cái giá mà thật sự là rất là cao. Với cả cũng phải nói là một cái là người ta có cái, thật ra là có một số người thì có, mình không nói hết mọi người đâu, mà có một số người là có cái tính gọi là người ta ghen ăn tức ở ấy. Vâng. Người ta không được nhận hỗ trợ cái này cái kia ấy, xong là người ta bắt đầu là thái độ này thái độ kia, không muốn bán. Vâng. Tại vì anh đã từng đi hỗ trợ rất nhiều hoàn cảnh, có những hoàn cảnh mình đi tìm mua đất ấy thì người ta lại đòi mình cái này cái kia. Thực sự là những cái đấy anh bản thân anh không quyết được là quay đến hoàn cảnh nào thì được các bác hỗ trợ. Đấy, cái đấy là bản thân anh không thể quyết được. Nói chung ai các bác được các bác yêu quý thì là được nhận ủng hộ. Để đấy là nó cũng là một cái duyên đấy. Còn hôm nay thì thực ra là hôm nay có thể là chưa có duyên lắm thôi, nhưng mà cái nhá, vẫn phải nghe anh về cái vấn đề mua đất nhá. Là anh em mình sẽ gọi là hạ sơn, kiếm cái chỗ đường bê tông ở đi lại cho nó thuận tiện dễ dàng. Ông ạ, sau này con cái mọi thứ em sinh hoạt ấy, về lâu về dài nó cũng sẽ ổn hơn. Trong mấy nữa đi làm với các anh ấy thì kiểu là sau nhà rồi thì tuần mình vẫn phải về nhà để còn lo cho cái nhà của mình này kia chứ, đúng không? Chứ cũng không thể là ở dưới kia cả được. Như già thì cũng hay đi lại để đi về xem chăm sóc mẹ già với cả là công việc ở nhà ấy. Đấy, thì cái mà gần đường là cái hợp lý nhất, nhưng mà cái chỗ kia 60 triệu thì đắt nhỉ. Đắt, 60 triệu là hơi đắt. Nó không, chủ yếu là không gần đường cái với lại còn phải lên xuống. Nói chung là cũng không đến nỗi xa lắm đâu, nhưng mà đắt quá. Nếu mà chỗ đấy mà khoảng tầm 20-25 triệu là gọi là bần cùng bí thì mình có thể là mình lấy cái chỗ đấy rồi. Với lại cái ông chú, cái đất của ông chú đây cũng là kiểu mới tam giác ba góc thôi mà. Nó ba góc nhưng mà ở trên chỗ trên đỉnh ấy thì vẫn đủ mình làm. Đúng rồi, trên đấy vẫn đủ làm, nhưng mà dưới này cái chỗ ở đoạn dưới nhà ông ở bán cái đoạn dưới làm tạp hóa thì cái đấy thì làm chắc anh nghĩ là khoảng được tầm 30 mét vuông là cùng. Đúng rồi. Cái đấy bàn cái của cái anh hơn ý, tí. Hơn cái lều này một tí thôi. Vì nhưng mà nó lại là cái ba góc. Vâng. Ông mà làm cái nhà vệ sinh nhang bên kia. Kể chỗ đấy nó không làm được thì ông mới muốn bán thôi. Đó. Còn ở chỗ bên trên kia anh nghĩ là vẫn đào được thuận thì mình có thể trồng ngô như này kia. Thì nếu mà bán hết tất tần tật từ trên đỉnh xuống dưới 60 triệu là còn đắt đấy, chứ không phải là nguyên cái chỗ làm nhà đâu. Chẳng qua là đúng, thật sự là nhiều cái mình nó cũng không nên nói ra, nhưng mà vẫn phải nói, bởi vì có những cái mà không cần anh em chia sẻ thì các bác cũng đủ hiểu là trong cái câu chuyện đấy nó như thế nào. Thì anh em mình sẽ cố gắng là tìm một cái điểm hợp lý hơn, giá tiền và mọi cái nó cũng thuận tiện. Chỗ kia thì được cái nguồn nước nhỉ, có cái nguồn nước về đấy thì nó cũng tiện hơn thật, bởi vì là để tìm được một cái nguồn nước ở vùng cao nguyên đá này nó gọi là 1/1000 ấy, hiếm. Thì có nước thì nó tiện ở cái chỗ đấy thôi, thì có thể là mình mua với giá trị cao hơn bình thường một chút. Nhưng mà nó cũng phải hợp lý chứ không phải là đắt quá như thế. 60 triệu một cái nền nhà thì tính ra đâu 60 mét vuông. À 1 mét vuông là 600 nghìn rồi. Khác gì đất thị trấn đâu. Đúng rồi. Như cái chỗ nhà kia của anh á còn không đến cái giá đấy, mà đấy còn đến thị, đấy là ở thị trấn nhá. Chẳng qua là anh em ở đây nó quen rồi, đâm ra là cũng không muốn đi quá là xa. Đấy, như cái thì có thể là mình chuyển sang bản khác để ở. Như cái bản lúc nãy anh em mình đi ấy. Đấy, thì nó cách nhà anh trai khoảng 20-30 cây. Thì cũng ok, không đến nỗi đâu, vì giờ có xe máy đi lại rồi. Với cả là nó tiện đường. Đấy, còn sang bên này thì nó chỉ mất khoảng tầm độ vài cây là đường đất thôi giả. Đúng rồi. Thật sự thưa em cái là hôm nay em cũng đừng có mà buồn. Anh chỉ cố gắng bàn được, tìm bàn được đất cho em làm nhà. Tuy nhiên số đất phải phù hợp với số tiền mà các bác gửi cho ông hộ em ấy. Không thì là cái số tiền đấy để mua đất hết, sau này em không có nhà cửa nữa thì mua cái đất cũng mằn không. Mua đất xong làm gì mà đủ tiền làm 60 triệu thì chắc chắn là không còn đủ tiền làm nhà. Thì mình cứ biết là như vậy đã. Xong rồi anh em mình sẽ cùng nhau cố gắng bớt thời gian ra để đi tìm những cái điểm đẹp hơn và cái giá nó sẽ hợp lý hơn. Không quả, ui anh vẫn bị giật mình, anh vẫn bị dùng mình vì cái quả 150 củ. Sợ quá. Đất ở trong xóm trong bản mà 150 củ thì là nó gọi là căng đét rồi đấy.
mình không phải là nói quá, mình không nghĩ, mình cũng không dám nói là người ta xấu hay là như thế nào đâu, nhưng mà người ta không muốn bán thì thôi, mình cũng không có gọi là gạ gẫm để mua. Đúng rồi. Đấy, thì nếu như người ta thương ấy, người ta muốn hỗ trợ ấy, thì có khi là người ta một cái chỗ đất người ta còn cho luôn. Đúng. Và cũng có rất là nhiều cái trường hợp ở trên kênh của anh này, kênh của Hiệp, là những người chủ đất ấy hiến đất cho những cái hoàn cảnh, mặc dù những người chủ đất rất là khó khăn, nhà cửa lụp sụp, nhưng mà hiến đất xong thì các bác lại rất là yêu quý, các bác lại ủng hộ, hỗ trợ cho để có tiền làm nhà. Đấy, thực sự là rất rất là đáng quý với những cái hoàn cảnh như kiểu chủ đất vừa ấy. Ngày xưa làm nhà chị gái Lý Mỹ Xá ấy kìa, chủ đất vừa cũng là người hiến đất, mà trong khi đó ông ấy cũng rất là nghèo, nhà sập sệ. Nhưng mà đến cuối cùng ấy thì các bác cũng rất là thương hoàn cảnh của chủ đất vừa. Rồi là gì? Là được hỗ trợ một cái căn nhà xây. Đấy. Thế nên là cô yếu. Mình mới nói là gì? Là người tốt ấy, thì luôn luôn sẽ được đền đáp. Kể cả là không phải bây giờ đi chăng nữa thì về sau này ấy, thì người ta cũng sẽ được đền đáp và được hỗ trợ. Đấy, đấy là cái điều cốt lõi và là cái điều quan trọng. Chứ còn không thì có rất là nhiều cái vấn đề nó liên quan đến cái việc làm nhà này. Mình còn phải xem hướng nhà, hướng đất này kia. Bởi vì là đây nhá, nếu mà để mà nói ra người Mông ấy, khi mà xem thế làm nhà ấy, chỉ cần ở dưới là không có cái hang thôi là đúng, là làm được đúng không? Đấy, còn không có cái gì khác nữa đâu đúng không? Đấy, còn ví dụ như kiểu dân tộc bọn anh là còn phải là ở đằng sau không được có mộ hay là như thế nào đấy, nó còn rất là nhiều cái tí tỉ cái vấn đề luôn. Đấy, như thế này nó còn đơn giản, thế nên là nhiều cái ôn mình trả lời và thưa với các bác, đó là cái vấn đề tín ngưỡng này. Anh quấy thế nhỉ? Xem nó có sốt chết gì không? Chắc đòi lấy kẹo à? Kẹo bánh gì đấy. Khổ. Ở đây có mì tôm nữa. Còn đâu con? Được rồi, để anh đi ai làm xong. Con không có rồi. Còn mì tôm nữa đấy. Thôi cứ bế nó một chút đi, xong là chắc là anh với Già cũng là sẽ di chuyển đi về thôi nhỉ. Muộn rồi. Chắc là em cũng xin phép là dừng lại video ở đây thôi, chia sẻ với các bác. Ngày hôm nay đi tìm đất, kết quả thì là chưa mua được các bác ạ. Thì ngày mai anh em sẽ tiếp tục túc tắc để đi mua được cái chỗ đất đẹp nhất để hỗ trợ cho em cái các bác nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những số tiếp theo trên kênh A Huân TV. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, và hãy truy cập bên fanpage A Huân TV để góp ý cũng như là tương tác trò chuyện cùng với các bạn ở trong team qua fanpage A Huân TV. Huân có ghim ở dưới phần bình luận. Và các bác mua hàng hãy liên hệ với Huân qua số điện thoại là 0382666822. Em Huân có ship hàng toàn quốc các bác nhé. Xin chào các bác ạ.